Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của KNEWS 24h. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Mới thông báo comeback mà BTS đã thiết lập thành tích khủng. Chơi vậy, ai chơi lại? Vào ngày 10 tháng 6 tới đây, BTS sẽ chính thức có màn tái xuất với Proof, album tuyển tập các ca khúc thể hiện hành trình hoạt động của boy group đình đám K-pop. Trước thông tin này, cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới của nhóm đều có một fan đứng ngồi không yên, mong chờ đến ngày được thưởng thức album đầy ý nghĩa về hành trình của các anh chàng BTS. Mới đây, cộng đồng mạng còn tìm ra một sự thật vô cùng thú vị khi chỉ với ca khúc đã phát hành được công bố trên CD1 của album Proof, các chàng trai BTS đã đạt hơn 7 tỷ lượt stream trên Spotify. Đây cũng là thành tích cực kỳ ấn tượng, trở thành album có nhiều lượt stream nhất của các idol K-pop. Với thành tích khủng trước thềm comeback này của BTS, người hâm mộ đã không khỏi thích thú và tự hào. Một số bình luận của netizen: trời, ta nói nó đỉnh, chưa comeback mà thành tích khủng nhất K-pop. Chơi vậy ai chơi lại vậy trời? Chiếc album chưa ra mắt nhưng thành tích đã hàng top, không biết khen gì nữa luôn á. Quá cháy, mong sớm được nghe album Proof, tò mò về mấy ca khúc mới quá đi. Quá đỉnh luôn, mới CD1 mà đã khét lẻ rồi. Proof là album mang đầy dấu ấn hoài niệm với những dòng ký ức, qua đó tái hiện hành trình 9 năm ra mắt của BTS. Quá trình này sẽ bắt đầu từ năm 2013 đến năm 2022. Album sẽ gồm 3 CD với nhiều bài hát khác nhau. Ngoài những bản hit của nhóm đã được phát hành trước đó thì sẽ có 3 ca khúc hoàn toàn mới. Những ca khúc này sẽ mang nội dung phản ánh suy nghĩ và ý tưởng của các thành viên BTS về quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của KNEWS 24h. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới video này để đội ngũ chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.